Chúng ta có đại truyền hình SVTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong tháng 7 của năm 2017 mà cái thời điểm này thì nhắc nhở chúng ta nhớ đến cái hiệp ước mà ký kết đình chiến Đông Dương tại Geneva Thụy Sĩ trong ngày 20 tháng 7 năm 1954 và thưa quý vị và cái cái gọi cái gọi là hiệp ước đình chiến này đó thì lịch sử đã chứng minh thấy rằng từ trước đến nay đó là cái 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 tiền đề cho cái hậu quả thảm khốc mà nó để lại cho chúng ta ta cho tới ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì SBTN Texas mời quý vị trở lại với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với Thu Nga và nhà văn Phan Nhật Nam để mà chúng ta ôn lại cái thời điểm mà đánh dấu cái hiệp ước đình chiến Đông Dương năm 1954. Và Xin chào nhà văn Phan Văn Nam. À, vâng, kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Dạ vâng, thưa anh, thì cái cái ký kết mà gọi là Hiệp ước Đình Chiến Đông Dương được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thì cho tới bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng nó đã để lại, từ đó cái tiền đề nó để, để lại thảm họa rất là nhiều cho đất nước Việt Nam mà cái thảm họa bây giờ chúng ta phải chứng kiến đó là cái sự mà đối diện với cái việc mà hán hóa do nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tiếp tay. Vì vậy nhưng mà chúng ta muốn ôn lại cái cái việc mà ký kết đình chiến ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì xin mời em. Thì bây giờ câu chuyện của ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến bây giờ là 63 năm. Thì chúng ta và chắc cũng có người hỏi thế bây giờ cái chuyện của 63 năm trước có cần thiết để nói về chuyện hôm nay không? Thì tôi, tôi, xin trả lời rằng phải cần. Tại vì sao? Vì những cái nhân tố của Hiệp định Geneva 1954 kia là gồm có Mỹ, Pháp, Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam và quốc gia Việt Nam, tức là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ 63 năm sau thì cái tình hình hôm nay thì chỉ có vắng mặt cái yếu tố của Việt Nam Cộng Hòa. Những yếu tố Việt Nam Cộng Hòa tại sao là, tức là quốc gia Việt Nam của quốc trưởng bảo đại và thủ tướng ngô đình diệm lúc ấy thế thì giờ này chúng ta nhắc lại để làm gì để hiểu hơn cái tình hình của bây giờ thế thưa với quý vị và thưa cô thu nga thế này chúng ta cũng phải cứ nhất định cứ kéo quá khứ để mà nói qua câu chuyện hôm nay nhưng rõ ràng rằng là cái như lần dẫn nhập của cô đã vừa nói là cái chính có hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 1954 thì sau đó mới có cái hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng 1973. Và có như vậy thì mới có ngày 30 tháng 4 75 mới có cái tình hình của Việt Nam bây giờ. Thôi bây giờ cho tôi xin trở lại phần đầu. Thực ra cái hiệp định Geneva này nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 1954 nó gồm có những thành phần chính là thứ nhất là Anh, Pháp, Trung Cộng, Mỹ và Liên Xô tức là ngũ cường để được họp nhau tại Geneva và thụy sĩ để làm gì để bàn về cái bán đảo Triều Tiên và bán đảo Đông Dương. Tại vì sao? Vì đã có một cái trận chiến từ 1950 đến 1953 ở bán đảo Triều Tiên. Cho nên mà cái ngừng chiến của Triều Tiên năm 1953 là gọi là cũng một cuộc đình chiến về quân sự mãi cho đến giờ này thì cũng chưa phải là một cái hiệp ước có tính chất chính trị và cường hề hành mà chỉ là một cái hiệp ước về đình chiến nghĩa là khỏi khỏi đánh nhau nhưng mà đến uh, họp từ 26 tháng 4 năm 4 người ta nói hỏi người ta tìm không ra được cái giải pháp người ta tức là ngũ cường đó là gồm có Anh Pháp Mỹ Trung cộng và Liên Xô thì bây giờ người ta xoay qua nói chuyện với bang đảo Đông Dương tại vì sao vậy tại vì ngày 7 tháng 5 năm 1954 là kết thúc trận điện biên phủ. Trận điện biên phủ đã kéo ra từ tháng 11 năm mà đến tháng 7 tháng 5 năm 54 là ung trú phòng của điện biên phủ do do lực lượng pháp ở phía tây bắc dưới quyền của ông tướng thiết giáp của pháp được cắt free thành tư là thua và từ cái biến cố của trận điện biên phủ như vậy là ngày 7 tháng 5 cho nên ngày 8 tháng 5 người ta bắt đầu nói hiệp định Geneva bàn về vấn đề ông Dương. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là đến ngày 12 tháng 6 thì thủ tướng của nước Pháp nội các của thủ tướng nước Pháp là ông Landier bị từ chức việc không giải quyết gì được hết. Thì ngày 18 tháng 6 một ông chủ hòa và có cực phế hữu là ông mang đất lên làm thủ tướng nước Pháp và ông ta có một cái quyết định là ông ta hứa rằng tôi bây giờ 18 tháng 6 ông ta lên nhậm chức thủ tướng nước Pháp kiêm lương bộ trưởng ngoại giao để nói chuyện ở, ở Geneva và ông ta có một lời hứa là tôi sẽ giải quyết cái cái hội nghị này với một cái cái deadline tức là ngày 20 tháng 7 nếu tôi không giải quyết được thì tôi sẽ từ chức Thầy thưa quý vị và thưa cô thu nga diễn tiếng của hội nghị là như vậy là tôi xin lặp lại cái thời điểm là ngày 8 tháng 5 là bắt đầu nói về bán đảo đông dương và ngày 18 tháng 6 là ông mang đách lên làm thủ tướng nước pháp kiêm luôn cả bộ trưởng ngoại giao và ông ta hứa rằng ngày 20 tháng 7 ông ta sẽ um, kết thúc với câu kết quả ở cái hội nghị Geneva này. này. Dạ. cho nên đó là tất cả cái diễn tiến một cách tổng quát vì sao đã có hội nghị genève nhưng mà trong cái hội nghị genève đó anh phan văn nam vừa mới nói rằng uh, có ngũ cường uh, trong đó thế thì uh, nhưng mà chúng ta thấy rằng có những nước mà không có chữ ký đó là mỹ không có chữ ký và Việt Nam Cộng Hòa cũng không có chữ ký. Không, lúc đó là quốc gia Việt Nam. Dạ, đúng, rồi, là quốc gia Việt Nam, không chữ ký. Thế là những cái yếu tố nào mà nó bắt buộc cái đất nước của mình là bị phân chia đến như vậy. Và trong cái phái đoàn của quốc gia Việt Nam ấy, thì có những ai và những người đó họ có, có phản kháng như thế nào hay không? Mà đưa đến cái việc mà những cái yếu tố nào ở quyết định cho cái hiệp định uh, uh và được ký kết như vậy. Dạ vâng, thưa, như vậy là cái À, câu hỏi của cô Thu Nga nó có hai yếu tố. Yeah. Yếu tố thứ nhất là có ngũ cường mà ở trong đó có một ngũ cường không chịu ký là nước Mỹ. Uh -huh. Và tại sao mà nó lại có cái tính cách mà áp đặt để có quyết định về vận mệnh Việt Nam. Thành tựu như vậy có hai yếu tố thì tôi xin nói trước một yếu tố. Tại vì sao mà nó có tính cách áp đặt và quyết định đối với vận mệnh Việt Nam đó là chia đôi đất nước theo hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 bởi vì nó có một yếu tố rất quan trọng ở trong hội nghị đó tức là yếu tố của Trung Cộng đó là yếu tố quyết định mà chính gốc nhất thì bây giờ tôi xin nói về yếu tố đó là tại vì như thưa với quý vị và thưa cô Thu Nga là sau 1949 ngày 1 tháng 10 1949 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập đây là nguyên chữ của nó Chứ thật ra không bao giờ chúng tôi Việt Nam ngày trước dùng chữ Trung Quốc Chúng tôi chỉ dùng chữ Trung, Trung Cộng. Cộng mà thôi vâng. Thế bây giờ ngày 1 tháng 10 1949 Là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Dưới sự thống lĩnh của Mao Trạch Đông Đảng Cộng sản Trung Hoa Đã chiếm xong Hoa Lục Thế đó là năm 49 Thế qua năm 50 Cái nhà nước vừa được thành hình đó Nó đã làm ngay những chuyện Thứ nhất là chiếm Tân Cương và chiếm Tây Tạng. Hai cái vùng rất lớn mông minh ở phía Tây và phía Tây Nam của Trung Quốc, của Trung Hoa. Cho nên là tạo nên một cái xứ sở mà hiện tại đông mông minh như thế này. Và có những cái sự kiện như là Đức Đạt La Lạc Ma thứ 14 đã lưu vong cho đến hiện tại. Như vậy có chiếm luôn cả Tân Cương và Tây Tạng, mở rộng cả biên giới phía Tây và phía Tây Nam của nước Trung Hoa nên thành cái nước mà có lá cờ có bốn ngôi sao mà hiện tại đang còn sử dụng. Chưa hết, còn đánh luôn cả mở mặt trận triều ở Bắc Hàn là từ năm 50 đến 53. Mặt trận Bắc Hàn chỉ có được ngưng chiến sau khi Mỹ và đồng minh Tây Âu là tham chiến và cứu được cái nước một nửa nước Triều Tiên Đại Hàn mà cũng đến giờ này là là quốc gia Đại Hàn ở về phía Nam của vị tuyến à, thứ 38. Mình hay gọi là Đại Hàn. À, Đại Hàn, bây giờ ở đây người ta gọi là Hàn Quốc, đó dạ, là cái, cái chữ sai. Hàn quốc là, là, hoặc là Triều Tiên, dạ. Korea, hoặc là, hoặc Hàn là Đại Hàn. Dạ, vâng. Đại Hàn là tức là Nam Hàn và vâng. Bắc Hàn. Dạ. Cho chúng ta cũng chưa bao giờ dạ, không, không, dùng dạ, cái dạ, chữ gọi Hàng. là Hàn Quốc. Vâng. Thành thứ như vậy thì tôi đã nhắc lại là sau ngày 1 tháng 10 1949, Hoa Lục đã đã, đã, đã đã thống nhất và làm liền hai cuộc xâm lăng rất quan trọng nhưng mà lúc đó thế giới không có ai để ý cụ thể là người mỹ chiếm luôn tăng cường và tây tạng và khởi động cái chiến tranh ở tại bán đảo triều tiên thế nữ cho nên mới ba năm thì năm 53 mươi ba mới chấm dứt thì năm 54 ở tại hội nghị geneva này Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lần đầu tiên trong diễn trường quốc tế mới được đi nói chuyện. Tôi xin mở Ngọc Đơn, trong giai đoạn này và sau 1945, đại diện nước Trung Hoa là Trung Hoa dân quốc của ông Tưởng Giới Thạch ở ngoài Đài Loan. Đó, chứ không phải là, là cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mặc dù này nó rất là lớn, nó chiếm cả Hoa Lục, nó chiếm cả Tân Cương, nó chiếm cả Tây Tạng, nhưng nó chưa có một tiếng nói trên diễn trường quốc tế. Cho nên hội nghị Geneva lần đầu tiên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mới có mặt trên diễn trường quốc tế với ngũ cường. Mà nếu chúng ta nhớ là sau năm 1945, khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, thì ngũ cường gồm có Anh, Pháp, Liên Xô, Mỹ và Trung Hoa Dân Quốc, tức là của của thống chế Tưởng giới thạch ở Đài Loan. Chứ không phải là là cái anh Trung Cộng với ông Mao Trạch Đông này cho dù rằng chiếm cả hoa lục rất lớn, cho nên tôi nói với lại, trở lại cái câu hỏi của cô Thu Nga. Yeah. Giai của Việt Nam Cộng sản do yeah. do, do Phạm Văn Đồng thống lĩnh. Yeah, dạ vâng, và tới uh, bây giờ thì chúng ta cũng thấy rằng cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Cái ảnh hưởng của Trung Cộng vẫn là coi như là bây giờ đó, nó là coi như là muốn cái thống trị cả nguyên cả thế giới. Nhưng mà cái yếu tố nào đã làm cho À, Chu Ân Lai cũng như là thủ tướng Pháp đi đến cái quyết định mà dàn xếp cuối cùng của cái hiệp định Geneva à, như vậy thì à, Hồ Chí Minh và châu Ân Lai có cái chính sách như thế nào và vậy? cái tài liệu của Hà Nội cũng không có nói rõ ra À, Đó Dạ vâng thì dạ. bây giờ mới đi đến trả lời câu hỏi vì sao mà nó có có thêm yếu tố pháp nữa Bây giờ tôi xin nhấn mạnh là lần đầu tiên Trung cộng có mặt ở trên diễn trường của thế giới và nhiệm vụ của Trung Cộng là gì? Mục tiêu là gì? Là làm sao đừng đụng chạm với Mỹ. Vì đã hiểu được Mỹ là một cái siêu cường. Dù cho dù là mạnh miệng trương tuyền đi gì chăng nữa, thì cái nước Trung Cộng kia, cái Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc kia, năm ngàn, ở thập niên năm tư, năm mươi, năm tư, chưa có đủ sức để đánh với Mỹ. Vì mới thử sức với Mỹ ở trong bán đảo Triều Tiên trong chiến tranh 1950 năm ba đó lệ cho nên người tàu Trung cộng qua phái đoàn Châu Văn Lai cần có một cái ngưng chiến hòa hoãn để mà dưỡng quân để mà lấy lại sức sau khi thử sức với Mỹ. Tức là giữa Châu Văn Lai với với Pháp thôi chứ lúc đó Trung cộng chưa có đủ cái sức mạnh trướng Không không đó là đó. giữa giữa Châu Văn Lai và Mỹ uh -huh. tức là Trung cộng và Mỹ uh -huh. đó là nhu cầu của Trung cộng. Yeah. Còn Pháp là sao? Pháp sau thất trận điện biên phủ thì thấy là kiệt quệ lắm rồi, cho nên bắt buộc phải chấm dứt hiện tại. Ừ, dạ như vậy thì thưa quý vị qua cái lời mà trình bày của nhà văn phan Nhật nam, ông ít khi ông nhận là nhà văn phan Nhật nam, người lính viết văn phan Nhật nam. <laughs> dạ văn tôi thì lính tráng thôi, cho chọc dạ. phải nhà văn dạ, nhà vẽ gì. Nhà và người ta cũng nói rằng đã 63 năm trôi qua rồi, tại sao mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục nói như vậy. Phải có ôn cố tri tân, con người của người ta sống phải có cội nguồn, phải sống phải có cái... Um, mình phải ôn lại lịch sử để mà ôn cố tri tân, để biết những cái điều gì. À, vâng, thưa với anh Nam, là cái việc mà chia đôi đất nước Việt Nam mà lấy cái vị tuyến 17 để mà ngăn chia đó, thì cái việc chia đôi này nó cũng nó cũng giống như là cái việc mà chia đôi giữa Đông Đức và Tây Đức đúng không? Nhưng mà Tây Đức và và Đông Đức đó khi mà chưa đôi ra thì cái tình hình nó không có tồi tệ giống như là đất nước Việt Nam và Nam và Bắc thì anh nghĩ là cái yếu tố nào nó làm cho có một cái sự khác biệt như vậy? À, thưa cô Thu để như vậy là trong câu hỏi trước, câu hỏi tôi là tại sao mà cái hiệp định Geneva 1954 nó có một tính quyết định mà chia đôi đất nước như thế? Thì tôi đã nói với cô có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố Trung Cộng. Yếu tố vì nước nó mới thành hình từ ngày 1 tháng 10, ngày 1949, mới 5 năm mà. Nó chưa đủ sức để thử sức với ai, thử sức với Mỹ. Và đại hiệu cái sức mạnh của Mỹ trong cái chiến tranh năm 1950, 1953 tại bang đảo Triều Tiên. Cho nên, trên quan điểm đó, nó cần có một cái giai đoạn hòa hoạn, hòa hoạn với ai, hòa hoạn với Mỹ. Muốn hồi như vậy thì phải có một tấm đệm an toàn ở phía nam của nước Tàu, tức là Việt Nam đó là yếu tố của Trung Cộng. Yếu tố thứ hai là của người Pháp sau cái thất trận điện biên phủ ngày 7 tháng 5 1954 thì chính phủ Pháp dưới qua cái dưới quyền của Thủ tướng Mang Đét Frank kiêm luôn Bộ trưởng Ngoại giao thấy rằng nó đã quyết quệ rồi. Không có thể mở rộng với lại chiến tranh, chiếc kéo dài chiến tranh ở Đông Dương từ 1946 bây giờ đến 1954, cũng chín năm rồi cho nên đó là nhu cầu của nước Pháp. Bây giờ có thêm nhu cầu nữa, đó là nhu cầu của của cộng sản, cộng sản Việt Nam. thì vì sao? là cộng sản Việt Nam tuy rằng có thắng lợi trên Điện Biên Phủ và cũng có những ý niệm, mà ý niệm này là đã được Võ Nguyên Giáp viết lại ở trong những chặng đường lịch sử. Năm 2000 là tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nhân cơ hội này mở rộng xuống đồng bằng rồi mở rộng ra cả nước luôn nhưng mà đó đó là ý niệm nhưng mà bây giờ người tàu như tôi đã vừa nói với cô là đang cần một cái giai đoạn hòa hoãn cho nên vừa thắng mắng Đét Frank và Châu Ân Lai đã nói chuyện với nhau, nói chuyện mật ở Bớt nè, Bẹt nè, đúng rồi, ở một cái thành phố, thị trấn là du lịch, nói chuyện với nhau, mật. Nói chuyện mật là gì? đó là người Pháp cam cam kết sẽ thực hiện ngưng bắn trong ngày 20 tháng 7. Đó là theo cái lời hứa của ông Mang đẹp Frank mà nói chuyện cùng với lại quốc dân Pháp. Thì đó là một cái ấp một cái 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 lời coi như một cái món quà để đưa trước cho cháu Hoàng Lai. Thì cháu ông Lai cũng hứa rằng à như ông đã hứa với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ dàn xếp để cho cái bắt buộc cái tụi cộng sản Việt Nam nó nó không có mở rộng chiến tranh nữa. Cho nên Châu Văn Lai mới đi về ở Quảng Châu, rồi từ Quảng Châu lên Liễu Châu và nhận những chỉ thị trực tiếp từ Ma Trạch Đông gọi Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh từ Việt Nam qua Liễu Châu. Đây xin mở ngọt đơn. Cái hội, cái hội đàm ở Liễu Châu có những sự nhượng bộ như thế nào? Bây giờ cũng 63 năm mà không ai biết nhưng chắc chắn đó là có những sự nhược bộ mà sau này chính võ nguyên giáp và phạm văn đồng ở binh sơn võ nguyên giáp ở việt nam đều có những cái sự có những lời ta tháng là bị phía bên tàu nó ép quá nó ép làm gì là không cho đắng nữa ừ. à, bảo rằng tại vì sao mà có cái hội nghị liễu châu đó cho tên tôi xin nhấn mạnh lại đến giờ này những thỏa thuận ở liễu châu giữa Hồ Chí Minh và Châu Văn Lai nhận chỉ thị từ Mao Trạch Đông cũng chưa hề có, cũng chưa hề có công bố thành thì chúng ta chỉ biết rằng chắc chắn rằng Hồ Chí Minh và võ nguyên giáp Hồ Chí Minh đã có những cái cam kết gì đó, là thụ nhượng gì đó với Châu Văn Lai và Mao Trạch Đông làm gì mà hồ, hồ, có phải đây là một cái ước tính của ông là bảo rằng Hồ Chí Minh đã có những cái thụ nhượng với về phía Trung Cộng về qua Châu Ân Lai dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông hay không thì tôi bảo chắc chắn có có vì sao trở lại cái năm 1950 thường thường khi nói chuyện tôi hay trở lui những yếu yeah. tố phía trước sau khi nước tàu đã thống nhất trong tháng 10 năm 1949 thì qua 1950 Hồ Chí Minh đã phải đi bộ đi bộ từ cái hang Bắc Bó đó đi qua bên tàu đầu từ bên tàu đi theo phái đoàn của Mao Trạch Đông đi qua Liên Xô gặp Stalin để làm gì? để xin cầu viện. Vì nếu không có cái sự viện trợ về quân sự của Liên Xô và của Trung Cộng lúc ấy thì không cắt gì để kéo dài chiến tranh, không có cách gì để mở nữa. Cụ thể nhất là trong trận Điện Biên Phủ, trận Điện Biên Phủ lần đầu tiên Việt Cộng, là phía Việt Minh, tức là Cộng sản Việt Nam có sử dụng pháo nặng, pháo đó là đưa từ ở bên tàu đưa qua và có những cái cố vấn về quân sự như là vi quốc thanh như là quy ba và dưới quyền của trần canh tức là những cố vấn của mao trạch đông đặt bên cạnh hồ chí minh và sau này người ta đã bạch khóa ra người ta nói rằng tất cả những cái cuộc chiến trận ở điện biên phủ về chiến lược cũng như về chiến thuật là do vi quốc thanh và phía cộng sản cũng không cũng không hề có một sự phản bác mà phản bác sao được từ cái bác ăn cơm cho đến viên đạn cho đến khẩu súng cho đến cái áo cái quần tất cả cái gì người ta gọi tôi đi ở tù ngoài bắc gọi là cái bác trung quốc nghĩa là lính của bắc việt mỗi người được phát cho một cái một cái chén nhôm sơn màu olive thì gọi là cái bác trung quốc thì mỗi người lính ngay cái bác ăn cơm kia cũng phải có của trung cộng cho nên thưa về quý vị thưa về cầu thủ nga ba yếu tố Trung Cộng cũng cần có sự hòa Pháp cần nghị đình chiến và Cộng sản Việt Nam dưới quyền, dưới sự điều hành và chỉ đạo của Mao Trạch Đông qua châu Âu Lai để nói cùng với Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tại Liễu Châu trong ngày 3 và ngày 5 tháng 7 năm 1954 bắt buộc các anh phải ngừng chiến lại không được mở rộng chiến tranh bởi ba nhu cầu đó cho nên Hội nghị Geneva ngày 20 tháng 7 1954 đã được ký kết. Thưa quý vị, cái cái hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954 còn rất nhiều chi tiết rất là hấp dẫn mà qua sự trình bày của nhà văn Phan Nhật Nam thì chúng ta cũng thấy là chưa có đầy đủ hết nhưng mà chúng tôi sẽ quay trở lại phần này trong show tiếp theo thì xin mời quý vị nhớ đón theo dõi. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Vâng, cảm kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả.